Trên tay của mình đây chính là con Nobi K9 ha, mới nhất đến từ hãng. Thì liệu con K9 này nó có cái gì khác biệt so với con K7? Let's go. Về cảm quan bên ngoài thì sự thay đổi đáng chú ý nhất đó chính là cái tai quay. Cái độ hoàn thiện của cái tai quay và núm tai quay, mình cảm thấy rằng rất hài lòng. Nó có một sự thay đổi ngay trang chủ cái chi tiết trên cái spool ha, đó là các cái lỗ đục mà nó làm xé. Cái chỗ mở mát đây cũng là một cái sự khác biệt nha. Còn cái sự khác biệt này như thế nào chúng ta sẽ bàn sau, còn đây là sự khác biệt. Về bên trong thì đây, cái spool cấu trúc cũng vẫn như là con K7. Ở đây thì nó ghi cái thông tin cho anh em biết luôn là dây bao nhiêu, vô được bao nhiêu mét. Một cái sự cải thiện là ngay chăng núm cân mồi thì khi anh em dặn lên nó sẽ phát ra âm thanh. Thông số được ghi ở bên ngoài như hộp, mình chú ý tới thứ nhất là cân nặng 220g và cái mắt rác của nó là 7kg, có nghĩa là nó dưới con nông xích rồ một chút xíu. Và ngay chăng chỗ ball bearing thì nó cũng dưới con Nobi nông xích rồ một chút. Cái hệ thống ốc để bắt lên trên con máy thì nó là màu trắng, nó hạn chế cái việc chạy cái đầu ốc như con K7, đó là có màu đen. Khi mà anh em chọt cái con vít vào nó có thể bị chạy. Đây là cái phần mà quan trọng mà mình muốn gửi đến anh em nhất ha, đó chính là bộ đồ lòng của nó. Rồi thì đây, toàn bộ bộ đồ lòng của nó đó. Nhìn thoạt ngang thì ngay chăng cái cấu trúc thắng này na ná như K7, nhưng mà K7 nó có sẽ thêm một nguyên điểm lên đây. Bây giờ mình sẽ dở ra thêm một mắt nữa. Như vậy thì con này nó đi sâu vào cái con Abu hơn. Sử dụng hai tấm lá bố, có nghĩa là so sánh với cái con mà của Abu thì nó có phần nhỉnh hơn chút xíu, là đã sử dụng hai lá, trong khi thằng Abu là một lá. Một chi tiết hoàn toàn đổi luôn, đó chính là cái cò đá của nó. Được thiết kế bằng nhựa, nhưng mà chèn ngay chăng chỗ cái cò đá này, đó chính là một cái miếng kim loại đây ha, rất là hay ho ha. Điều này nó có thể khắc phục giống như con K7 hay không, hay là con 5 xích mắt hay không, thì cái miếng này mình nhìn trước mắt là khá dày. Và cái chuyện mà thay thế hỏng hóc này dường như rất là tuyệt vời nghe anh em. Đây, chỗ này mình đánh giá cao chỗ này nha. Nó không sử dụng cái bạc đạn chứa pin 5G. Thì đây là toàn bộ bộ đồ lòng bên trong của em nó. Một sự thay đổi nữa đó chính là ngay chăng cái nắp để mà chắn cái cốt lùa dây. Dường như là nó làm bằng kim loại, mình thấy nó có ánh lên cái màu của kim loại ha. Mình không biết nó là kim loại hay là phủ, không biết, thì cái này mình chưa mở, mình chỉ nhìn cái cấu trúc bên trong như vậy. Đây là toàn bộ những gì mà bên trong của con K9. Thì liệu sự nâng cấp từ K7 lên K9 có đáng giá hay không, thì mọi cái comment của anh em ha, thì đó là một điều hoàn toàn phụ thuộc vào những anh em khách hàng ha đánh giá cho nó. Còn ở đây mình chỉ show lên những gì nó đang có mà thôi, những cái điểm nào cải tiến, những nào đẹp, những điểm nào mình yêu thích thì mình sẽ show lên cho anh em xem ha. Rồi đó là toàn bộ cái con K9.